Anh phân tích các quỹ chuyên gia đẩy giá cùng các dự án nổi bật mà các quỹ này đầu tư đi. Thì bây giờ mình sẽ list ra cho mọi người một cái tiêu chí khác nó hay hơn, là tìm các quỹ đầu tư có ETF khủng, list sàn lớn. Bởi vì cái yếu tố này nhá, thì mình thấy cái này nó không quan trọng lắm. Bởi vì hiện tại có những cái quỹ nào lớn về chuyên gia đẩy giá, thứ nhất là Wintermill này, hai là DWF này, ba là Trăm này. Trăm thì dạo này chả thấy đâu, cũng là Binance Labs này. Thì hiện tại là đang có bốn cái quỹ này thuộc gọi là trường phái Phật Đông Coin. Thì sao, thằng Wintermill này thì khi mà đã có quỹ này vào thì chắc chắn anh em không muốn chơi con này, nó đẩy cho nó đi nhau thì mình thở không ra hơi. Ví dụ về Wintermill, ông bạn gần nhất là ông bạn này TRK, APE, ARB đó, những cái dự án này nhìn sợ nhất. Còn DWF thì sao, đâm láo, thường đu theo sẽ không có lời lắm, rất khó để ăn theo. Nói chung mà chơi để ăn tiền của thằng này khó. Thứ ba là thằng Trump, thằng này thì gần đây kiểu không thấy hoạt động lắm. Đấy, thằng này thì được cái khá là nhiều anh em tin tưởng, gọi là kiểu cũng FOMO, nhưng mà gần đây mình thấy không có hoạt động gì lắm. Đặc biệt là từ sau cái deal mà liên quan đến việc thằng Trump này sẽ bị anh ấy tài sản hay như nào đấy, thì từ lúc đó đến bây giờ mình không thấy nó hoạt động nữa lắm. Thằng Binance Labs thì ngoài cái việc gọi là listing ra thì cũng chưa thấy có cái deal gì đặc biệt lắm liên quan đến phần đẩy giá. Đại loại là bây giờ những cái quỹ mà chuyên gia đẩy giá cùng các dự án hay nổi bật ấy, thì bốn thằng này hiện tại thì mình chưa thấy ok lắm. Ở thì hiện tại thì mình chưa thấy anh em có thể dựa vào những cái thằng này để kiếm tiền từ đó lắm. Nên là mình sẽ gợi ý cho mọi người một cái câu hỏi khác nó hay hơn, là tìm các quỹ đầu tư mà có ETF khủng, list sàn lớn. Đấy, tức là kiểu mình dựa vào những cái dự án như này, sau mình cày những cái dự án mà quỹ này đầu tư sẽ ăn được ETF, nó sẽ dễ hơn là so với việc là đi tìm xem kiểu bốn cái thằng mờ mờ này nó đầu tư dự án nào để mình mua. Thì mình thấy cái trường hợp này nó sẽ ăn được nhiều hơn, dễ hơn so với cái trường hợp một. Ở cái quỹ này thì có những cái quỹ nào lớn, thứ nhất là Polychain này, thứ hai là Sequoia này, thứ ba nữa thằng nào nhỉ, Paradigm này, Binance 36 cent. Đấy, loanh quanh là có năm thằng này, là năm thằng gọi là hay đầu tư những cái dự án mà từ những cái dự án đấy nó sẽ listing ra ETF rất là khủng. Kể ra một số dự án ví dụ tiêu biểu đấy, 26Z đó, 26Z đầu tư Parac Nation 33 triệu luôn, list luôn những cái dự án nào mà nổi bật kèm cho mấy thằng này, mấy thằng này đầu tư nhiều lắm. Đa số những cái kèo mà mình giới thiệu cho mọi người ở trên HGM ấy, đa số là mình lọc theo thằng Polychain này rất là nhiều. Thằng Grass này cũng đầu tư này, Story Protocol này, Movement này, Polyhedra này, Berachain này. Rồi nói chung đại loại là thay vì kiểu đi tìm những cái dự án mà mờ đầu tư ấy, như kiểu Wintermill kiểu con nào anh em mình mua này đúng không, thì bây giờ mình sẽ đi tìm những cái dự án mà được đầu tư bởi năm thằng này: Polychain, Sequoia, Paradigm, Binance Lab, 26Z. Đi tìm để săn ETF từ những cái thằng này, nó sẽ cái cửa mà mình đổi đời nó sẽ cao hơn. Bởi vì cái việc mà đi mua những cái coin của những cái thằng này ấy thì khó mà để mình ăn của nó, nếu mà có ăn thì cũng không thơm. Nên là tốt nhất ở thời điểm hiện tại, cá nhân mình sẽ đi tìm những cái dự án mà được đầu tư bởi những cái thằng này hơn. Từ đó mình sẽ ăn ETF nó dễ hơn, mình sẽ đổi đời nó dễ hơn, cái khoản lợi nhuận mình thu về so với cái công mình bỏ ra nó sẽ nhiều hơn. Đấy, anh em để ý nhá.